Chiều nay, Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với 11 huyện thị thành phố trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh, chủ trì hội nghị. Năm 2021, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 14 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người, bị thương 7 người. Sau cùng kỳ năm 2020, giảm 27 vụ tai nạn giao thông, giảm 40,9%, giảm 30 người chết, giảm 43,5%, giảm 9 người bị thương, giảm 56,3%. Tại hội nghị, Ban An toàn giao thông huyện, thị, thành phố và các sở ngành tỉnh tập trung thảo luận các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, kiến nghị giải pháp ngăn chặn, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện năm an toàn giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Ban An toàn giao thông tỉnh, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan sẽ thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông huyện, thị xã, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.